Khu Logistics Nghĩa Anh nằm gần khu vực cửa khẩu Kim Thành, những ngày này vẫn có hàng trăm chiếc xe bốc rỡ hàng hóa xuất nhập khẩu ra vào. Lái xe đến từ khắp các vùng miền, trong đó không ít người đến từ các tỉnh thành có dịch. Nhận thấy những nguy cơ tiềm ẩn, doanh nghiệp này đã siết chặt công tác phòng chống dịch. Yêu cầu tất cả mọi người tham gia hoạt động quản lý và kinh doanh trong khu vực kho bãi Nghĩa Anh phải thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế. Nhất là đối với lái xe khi ra vào bãi bốc hàng, tham gia vận tải đi các tỉnh thì chúng tôi phải kiểm tra đo thân nhiệt này và hỏi người ta đi từ đâu đến đâu và tất cả số điện thoại ghi chép đã đi rời đây là khỏi đây là như nào. Chúng tôi trong này là gồm có 5 anh em chuyên đi gọi là để dẹp các loại anh em không cho tụ tập quá 2 người. Ở khu vực bến bãi, công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch được tăng cường với sự cơ động của tổ liên ngành gồm ban quản lý cửa khẩu, kiểm dịch, biên phòng, hải quan. Còn tại khu vực xuất nhập khẩu, quy trình cố định xe, không cố định người vẫn được duy trì để đảm bảo phòng chống dịch. Đặc biệt, việc kiểm tra y tế được tăng cường đối với các lái xe đến từ vùng dịch. Riêng đối với cả các cái lái xe chở hàng lên khu vực cửa khẩu và nhận chở hàng, nhận đưa hàng về thì chúng tôi đã yêu cầu các cái kho bãi kinh doanh là thực hiện thống kê đầy đủ tất cả các cái lái xe, thống kê các cái tiêu chí như là ở địa phương đến và địa chỉ, phương tiện, số điện thoại để phục vụ cho công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch xảy ra khi cần. Nhờ áp dụng linh hoạt các phương pháp phòng chống dịch nên năng lực thông quan qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành vẫn được duy trì đảm bảo với tần suất 2 chiều gần 600 xe lưu chuyển qua lại biên giới mỗi ngày. Lực lượng chức năng hai nước cũng thường xuyên trao đổi, giúp cho các doanh nghiệp không bị ách tắc hàng hóa. Cho đến giờ thì chúng tôi đã có gần 20 lượt trao đổi với cả phía Trung Quốc để cập nhật, trao đổi thông tin qua lại giữa hai bên và đồng thời có những cái chính sách quản lý của hai bên chúng tôi kịp thời trao đổi và tuyên truyền cho các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp ở hai bên biết và cùng thực hiện. Do vậy nên là có cái sự trao đổi nhịp nhàng giữa hai bên. Tới thời điểm này, Lào Cai đang được đánh giá là điểm sáng trong công tác xuất nhập khẩu giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát. 4 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 1 tỷ 384 triệu đô la, tăng 69% so với cùng kỳ và đạt 30% kế hoạch năm. Lào Cai cũng đã xây dựng những kịch bản nhằm ứng phó theo từng diễn biến của dịch bệnh, đồng thời quyết tâm sẽ đạt kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu là 4,6 tỷ đô la trong năm 2021.